Nhà Trắng ngày 11 tháng 5 thông báo quan chức hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc vừa gặp nhau tại Áo để cam kết duy trì liên lạc giữa lúc quan hệ song phương căng thẳng. Theo thông báo của Nhà Trắng, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã gặp chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Viên Áo trong hai ngày 10 đến 11 tháng 5. Hai bên đã có những thảo luận thẳng thắn, thực chất và xây dựng về nhiều vấn đề chủ chốt như quan hệ song phương, an ninh khu vực và toàn cầu, xung đột Ukraine và các vấn đề xuyên eo biển Đài Loan. Nhà Trắng cho biết cuộc gặp là một phần nỗ lực nhằm duy trì liên lạc và quản lý sự cạnh tranh có trách nhiệm giữa hai nước. Hai bên đồng ý duy trì kênh liên lạc quan trọng chiến lược này nhằm thúc đẩy các mục tiêu thông báo nêu. Theo Tân Hoa Xã, hai bên đã thảo luận việc dỡ bỏ các trở ngại trong quan hệ song phương và ổn định hóa mối quan hệ. Ông Vương đã giải thích đầy đủ lập trường nghiêm túc của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Cuộc gặp gỡ giữa hai quan chức cấp cao tại Viên được cho là sẽ làm dấy lên suy đoán về khả năng gặp nhau của Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình trong thời gian tới, theo AFP. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp bên lề hội nghị G20 tại Bali, Indonesia hồi tháng 11 năm 2022. Kể từ đó, nhiều vụ việc xảy ra khiến mối quan hệ hai nước trở nên căng thẳng thêm. Hồi tháng 2, Mỹ bắn rơi một khinh khí cầu của Trung Quốc với cáo buộc thiết bị này tham gia hoạt động do thám trong lãnh thổ Mỹ, dù Bắc Kinh phủ nhận. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng hủy chuyến thăm Trung Quốc do vụ việc trên. Tháng trước, Trung Quốc tiến hành đợt tập trận quanh Đài Loan để phản ứng việc lãnh đạo Thái Anh Văn của hòn đảo gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại bang California, Mỹ. Sau đó, một tàu chiến Mỹ di chuyển qua eo biển Đài Loan khiến Bắc Kinh phản đối. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.